Ở đây có rất là nhiều gấu bông của BT21. Ok, bây giờ mình sẽ lên lầu. Ở đây có thang máy. Nhìn sang trái sẽ thấy thang máy. Ok. Sao như mình lên lầu máy sao? Đây là nước của mình đã order. Nước ở đây cũng không có mắc lắm đâu. Tầm 30 mấy nghìn thôi. Let's go. Hiện tại thì đoạn 5 không có BTS. Em luôn cho đoạn 2. Ok, mình đã ra khỏi lầu. Mình ra lầu 2 rồi, mình ra khỏi thang máy rồi. Ta-da. Bây giờ mình sẽ vào ra. Mình đã order trà sữa. Mình order trà sữa Phúc Long. Ở đây là ly trà sữa của mình đây. Ok. Ngon không? Mình uống nhiều trà sữa Ô Long rồi, nhưng mà hình như chỗ này là cảm giác ưng ý nhất đó. Không nhiều trà quá, không ngọt quá. Nói chung là rất là ưng ý. Theo mình nghĩ thì nếu mà không phải là fan của BTS thì các bạn cũng có thể tới đây. Tại đây thiết kế nó hơi Hàn Quốc lên là nhìn rất là đẹp á. Không khí cũng thoải mái, nói chung là mọi người nói chuyện nhỏ nhỏ nên là nó không bị ồn ào. Mình đã phát hiện ra cái tầng của BTS rồi. Bây giờ mình sẽ xuống cái tầng đó thôi. Tầng mấy vậy? Ồ, tầng 1 chứ không phải là tầng 5 và là không phải là tầng 3, cũng phân phải tầng 2, không phải tầng 4, nói chung là tầng 1 đó. Không có nghe đâu, chỉ một mình chị nói là nghe không. Yeah, sao đường xuống cái tầng của BTS rồi. Are you ready? Ok, let's go. Nói chung cảnh nó hơi tối, không học bài được. Không học bài thì cũng được, nhưng mà sẽ bị cận mắt một xíu thôi. Nhưng mà vừa lại có BTS. Ta-da.
tìm được cái tầng Olympic thật ra rất là mỹ nguyện nếu mà được học ở đây mỗi ngày. Mình cũng là một không nghe đâu. Thật ra mình cũng là một fan của BTS nữa nhưng mà mình không có cuồng loạn chăng anh. Vì hôm nay là quay chủ đề cà phê BTS mà. Hôm nay quay cái chủ đề cà phê của BTS. Đây nhiều hình thì hình đẹp. Ok, bây giờ chúng ta tận hưởng cả nhé. Uống cà phê ở đây thôi. Không có gì nữa nha. Ok, nhưng bây giờ chúng ta cũng phải đi ngủ thôi. Thật sự vì tao